Cuộc đời vẫn đẹp sao? Lưu quyết định nghỉ việc, quay về với Luyến. Hôm qua, chạy vào phòng, Điền nhắc Bình mới sực nhớ ra là hôm trước mình có cơ hội cưỡng hôn Điền mà mấy hôm nay quên bén đi mất, lại chạy đi tìm anh Lưu. Cũng là một người cựu đỉnh nhất ngôn có trách nhiệm. Để có thể toàn tâm toàn ý với Điền thì Bình cũng cần phải rõ ràng khi đứng trước cơ hội lựa chọn giữa Lưu và Điền. Bình muốn biết là đã hết cơ hội với anh Lưu chưa, vì dẫu sao mình cũng đã đem lòng yêu anh Lưu trước. Bình không muốn mình mang tiếng có mới nới cũ. Thế là Bình đến hỏi thẳng Luyến, anh Lưu có tình ý gì với mày không? Nguyên tắc sống của Luyến kiêng kỵ nhất là mấy thứ con thầy bồ bạn, ra cùng ngành, tuyệt đối không ăn bồ của bạn. Nên khẳng khái trả lời, mày yên tâm, lần nếu ông ấy có nước chấm thì tao cũng chẳng thèm đưa lòng ra. Hôm qua ông ấy gạ tao là có muốn làm mẹ thằng Thạch không, nhưng tao không đồng ý. Ý tao là nếu có làm đứa nữa thì may chăng, nhưng mày không phải lo, để đến được cái lúc đó thì phải trải qua một quá trình nhiều công đoạn. Nên trong khi chờ đợi thì mày cứ tiếp tục với anh Điền đi nhé, anh Lưu cứ để sau. Bình nghe xong thì mới chợt nhận ra mình đã cứu nhầm bạn mẹ mất rồi. Cùng lúc đó ở chỗ làm, anh Lưu như một tấm chiếu mới, đã từng trải ở xóm chợ nhưng chưa từng trải ở khách sạn. Đoạn đang đi sửa giường thì Lưu bỗng nghe thấy những âm thanh rên rỉ phát ra từ phòng bên. Tim Lưu đập thình thình, tiến lại gần thì âm thanh càng to rõ ràng. Tai Lưu giọng lên nghe được câu kêu thều thào, đừng, đừng ma. Bằng khả năng thám tử bẩm sinh, Lưu hình dung ngay rõ ràng đây là một vụ án nguy hiểm. Một người phụ nữ đáng thương đang trong tình trạng bị tác động vật lý, cần phải ra tay cứu gấp. Vậy là như một tờ giấy trắng, Lưu toan đạp cửa xông vào thì bỗng dưng ông chủ xuất hiện. Ông cũng ghé sát tai vào tường và nghe ngóng tình hình, rồi quay lại nhìn anh Lưu, đoạn thở dài ngao ngán, ghé vào tai Lưu nói nhỏ, có lẽ công việc này không hợp với anh đâu. Lưu thấy thế cũng có lý, vội thu xếp hành lý tót ngay về với Luyến.